Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thấy đây là phần phím tắt bật nguồn, điều chỉnh âm lượng, volume trên điện thoại Alcatel K10000 Pro. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần phím tắt bật nguồn, điều chỉnh âm lượng trên điện thoại Alcatel K10000 Pro lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới phím tắt bật nguồn, điều chỉnh âm lượng trên điện thoại Alcatel K10000 Pro. Quý các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn hoặc liên hệ trực tiếp 024 66 75099. Kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, chúng tôi sẽ chuyển đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn.